Trở lại cái vấn đề ông Lý Kiến Trúc thì ông là một coi người thứ này, người thứ ba trả lời vâng Lý Kiến Trúc sẽ có mặt, nhưng mà đó vẫn cái hành động lén lén lút lút ông ta vẫn trốn. Ngày hôm qua trong cái buổi họp báo, chúng tôi chờ đợi buổi họp báo của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Công Thương, thì ông cũng ngồi một góc nhỏ ở cái bàn xa trên, nó không có ai. Thì lúc đó tôi tới, tôi nhìn thấy, tôi cầm cái máy chụp hình Nikon. Tôi có nói Lý Kiến Trúc thì chụp tấm hình nha. Ông ngồi sẽ trong tôi chụp cái tách. Thì lúc đó một cô phóng viên, cô Hoa của báo Tuổi Trẻ, nhờ như là báo Tuổi Trẻ hay là báo không nhớ, thì nhờ tôi chụp một cái tấm hình và mấy lại mấy người ở ngồi dưới bàn để cô làm báo đăng báo. Đấy, chụp xong cái thì bên kia có người gọi, tôi mới quên cái máy chụp hình đó, sẽ chạy qua bên kia. Cái khi mà tôi trở lại cái máy chụp hình thì thưa quý khán giả, chờ tôi đi lấy cái máy chụp hình. Một mình ông ngồi, tại vì ông tránh người ta mà ông ngồi một mình. Tôi hỏi anh Trúc à, anh có lấy cái thẻ nhớ của tôi ra à? Mới đầu thì tôi còn như thế này nhé, tôi làm bộ tôi hỏi rằng anh Trúc anh còn lại, anh có cái thẻ nhớ nào không cho tôi xin cái này tự nhiên mất. Thế xong ông bảo không, tôi không còn cái nào hết. Ông làm bộ ông mở cái túi của ông ra, rồi ông hỏi, ông bảo không 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 có, chỉ mà mang đi cái một cái này. Tôi bảo thế sao, cái anh có lấy cái thẻ này không? Nếu anh lấy ra anh có copy thì anh trả lại cho tôi. Mình nói một cách tế nhị, nhưng mình biết là nó ăn cắp rồi. Và tôi biết chắc chắn mấy ngày nữa thì an ninh sẽ báo cho tôi biết ai là người lấy cái thẻ đó. Tôi đã có báo an ninh. Tôi bảo an ninh rằng là tôi để ở đó và tôi đi ra quay trở lại thì mất. Bác có nhớ là bác có lấy thẻ ra để làm cái gì không? Thẻ hình ở trong máy thì lấy ra để làm cái gì? Thì cái hành động khốn nạn của Lý Kiến Trúc nó nói lên được ba điều. Và thưa quý khán giả, vì cái tinh thần tự chế, chúng tôi không muốn làm công việc lớn. Tôi chỉ nói với Lý Kiến Trúc này, mày về quận Cam mày gặp tao mày tránh mặt tao đi nha. Đổ bệnh hoạn rồi mà vẫn chưa 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 biết cỡ Lý Kiến Trúc á, tôi chỉ đá một phát là nằm ngay ngay đơ liền. Thì cái hành động của Lý Kiến Trúc nó có ba lý do. Lý do thứ nhất, anh ta nhát thì anh ta muốn xóa cái hình của anh ta, nhưng mà anh ta quên mất rằng, và anh ta có lẽ cũng không biết luôn, tôi đã có đưa hình Lý Kiến Trúc lên rồi, cách trừ trong cái video của tôi. Trong cái video của tôi cắt cái hình Lý Kiến Trúc ra, quý vị đã nhìn thấy ở Lý Kiến Trúc đứng đó. Tại sao đi về phải giấu? Thứ trưởng Nguyễn Anh Trơn đã từng nói là anh Lý Kiến Trúc anh lại đây, anh lại đây làm gì, anh cứ trốn mãi, anh trốn mãi lần sau tôi không cho anh về nữa. Đấy, cái lý do thứ hai, ăn cắp cái tư liệu của tôi. Tại vì Lý Kiến Trúc sức khỏe không có, tất cả những cái tư liệu của tôi từ sáng cho tới chiều ngày mùng 8 tháng 11 năm 2017 coi như là bị Lý Kiến Trúc ăn cắp hết. Chuyện cho Đoàn Trọng nghe, Trọng bảo đâu có được, ăn cắp sản phẩm người ta làm sao mà là ấy được. Tôi kể cho Đối Dũng nghe, Đối Dũng bảo sao nó hèn hạ như vậy. Tôi kể cho Vũ Hoàng Lân, Vũ Hoàng Lân cũng nói mà thôi anh để nó về bên đó rồi anh xử nó, anh xử, còn đây là không nên. Không, tôi biết mình đang ở đây mà mình làm như vậy thì sẽ mất cái uy tín của các nhà báo hải ngoại. Kiến Trúc là tay sai của Phan Kỳ Nhân.
mày đi với có cơ hội nào á mày ăn cắp được cái thẻ chụp hình hay là ăn cắp được cái máy của thằng Hùng này kia đó, mày cứ việc làm cho tao. Và Lý Kiến Trúc có thể mang cái thẻ đó về để trình diện với Phan Kỳ Nhơn: anh Nhơn, em xin lỗi anh, em đã đi thì này, nhưng em đã ăn cắp được cái thẻ của thằng Nguyễn Phương Hùng đây này cho anh này, để lập công. Nó khốn nạn như vậy. Ở hải ngoại chửi người trong nước là ăn cắp ăn trộm mà nó đủ hết này kia đủ, trong khi chính cả một cái hội trường như vậy, cả một cái chương trình 10.000 người như vậy mà mình lại là cái thằng ăn cắp, mà mình lại là cái thằng từ hải ngoại về. Ủy ban nhà nước nói chuyện với tôi 3 lần xin đi, nhà nước trả lời đồng ý, đúng không ạ? Từ chối, xong lại xin đi, xong lại từ chối, xong lại lần thứ ba mới nhận lời. Con gái của Lý Kiến Trúc đáng nghe đi, nhưng mà không biết lý do gì, có lẽ là tại vì cái bản tin của KBC hải ngoại tiết lộ sao, thành ra cô ta không đi nữa, thì không mình Lý Kiến Trúc về. Thì sau câu chuyện này, các bạn ở Việt Nam có quyền lên án Lý Kiến Trúc. Thật sự dòng những cái mà cái ảnh ở đó đó hầu như là trong máy phone của tôi đều có chụp lại hết, đều có chụp được, thành ra nó mất không có bao nhiêu, nó chỉ mất là mất cái tư cách danh dự của một nhà làm báo Lý Kiến Trúc Văn Hóa Magazine. Lý Kiến Trúc đã tự mình đánh mất cái tên tuổi của mình, trở thành một thằng khốn nạn làm báo nhất ở trên thế giới này.